tiếp tục là kèo. Đây là anh Vũ và anh Đệ. Sân 9m. Tiếp đến cây sân là Trầm Dên. Tài nhỏ Thọ Bánh Tre, sân Đại Dương. Nhưng chỉ một Trầm Dên qua bóng. Tài nhỏ Thọ, tài nhỏ và Thọ chỉ giữ cho Trầm Dên thôi. Nếu qua bóng thì thua. Tỷ số hiện tại là 3-3. Và tự sát cái Trầm Dên không qua bóng. Tỷ số là 4-3. Em cảm thấy màn hình anh không kéo đâu. Quá hay cho Đệ rồi. Tỷ số 5-3 nghiêng về cho anh Đệ và anh Vũ. Phải nói anh Vũ phát bóng rất khó, đường bóng đi rất căng. Lại là pha tự sát của Trầm Dên. Điểm nghiêng về cho anh Vũ 6-3. Mặc dù sân Đại Dương nhưng Trầm Dên đầu dò đội rất đẳng cấp nha. Tài nhỏ thì bắt một rất chuẩn bằng cái ngực. Phải là ngực tài nhỏ một bát lên tới đầu lưới. Rồi và tài nhỏ truyền cho Trầm Dên. Trái nào như thế này không phản. Phải là bộ ba bên kia bây giờ đẳng cấp của miền Nam hiện tại rồi. Bóng trong sân rất nhiều. Điểm số về cho bên anh Vũ và anh Đệ 4-6. Phía bên đây sân là anh Vũ và anh Đệ 9m. Bên kia là sân Đại Dương nha. Bên đây là anh Vũ phát hoài. Tỷ số nghi về cho anh Vũ là 6-4. Một pha phá ăn trực tiếp của anh Vũ. Sân Đại Dương mà anh Vũ phát rất tốt. Phát như thế thì không bao giờ thú nói. Tỷ số là 7-4. Vũ phát bóng khó chịu thật. Một pha bài cá không thành công của anh Đệ. Trầm Dên đội bóng quá nghiệt. Điểm nghiêng về cho bên Trầm Dên và tài nhỏ 5-7. Tỷ số 7-5 tiếp tục trận đấu. Một pha phá bóng ăn trực tiếp của anh Vũ. Phải nói là anh Vũ phát bóng khó chịu thật. Bên đây là anh Vũ phát hoài nha, trái nào cũng phát hết. Tỷ số là 8-5. Quá hay cho Trầm Dên rồi. Pha bóng như vậy Trầm Dên vẫn cứu được bình thường. Tiếp tục hai pha bóng rất hay của Trầm Dên. Quá hay cho anh Đệ vừa rồi. Pha bóng khiến tài nhỏ Trầm Dên Thọ Bánh Tre đứng hình. Tiếp tục điểm cho bên Vũ 9-5. Tiếp tục trận đấu. Điểm số 9-5. Pha bóng cú không lên nổi của Trầm Dên. Tỷ số tiếp tục nghiêng về cho bên Vũ là 10-5. Quá hay cú phát của anh Vũ vừa rồi. Là nhỏ thủ không lên nổi.
điểm tiếp tục là 11-5. Đúng rồi, chết đâu. Dưới. Vô vô. Dưới. Vô vô. Mày chạy đây.